Đó, bà bữa nay đi đâu? Dạ. Bữa nay đi đâu? Tôi đi ruộng. Đi ruộng làm chi? Đi ruộng hái chanh. À. Hello, xin chào bà con cô bác cùng các bạn nha. Cái vườn chanh của mình trồng sen dừa được 2 năm rồi, chanh nó có trái nha. Chứ ngày là mình hái những cái lứa đầu. Để mình hái chanh cho các bạn xem nha, những cái chanh nó ngon như thế nào nha. Đây. Đây những cái chanh nó bự mà nó tròn nó đẹp vậy nè. Chanh là chanh giấy mình để làm chanh muối nha các bạn. Chanh này để nặng làm nước mắm hay là làm đồ ăn chế biến gia vị, hoặc là mình làm chanh muối đó mình uống những ngày trời nắng ngon lắm nha các bạn. Giúp mì đâu? Ừ, thấy cái giò đạp xuống. Ừ, đào coi. Ừ, đào tới ngày mốt hay là tới bữa kia vậy mới được cũng mì à. Cậu ba giỏi lắm à. Rồi dít đất lên. Ừ. Ừ. Gán đi con, đào tới qua năm chắc được củ mì mà, đừng lo. Hai tay. Rồi tới củ mì chưa? Tới củ mì chưa? Tới chưa? Chưa. Rồi gắng cố gắng lên, gắng cố gắng. Một xíu nữa. Ừ. Cho con trải nghiệm thoải mái luôn. Đào gốc mì nãy giờ nhổ lên nha các bạn. Rồi các bạn coi củ mì từ từ nó lên nè nha. Xích ra, xích ra đi. Đây, củ mì này có thực khóa kỷ lực chưa cả nhà? Cái này về nấu ăn là ngon rồi. Đó. Đủ dài không? Chanh ít lắm nha bà con. Chanh ít trái lắm nha. Nè nó quằn quằn dưới đất không nè. Nữa trái nào trái nấy. Wow. Nhạc đất luôn. Tha hồ, trái này cũng sắp vàng rồi nè cha. Rồi bẻ đi con. Nhỏ nhưng mà sắp vàng. Hai tay. Thích không? Bo trải nghiệm thấy trái chanh này thích không? Dạ thích. Cái chừng gai đâm nha. Nhưng mà dễ bị gai đâm luôn. Thấy từ từ thôi, thò vô gai đâm mà. Có mấy cây nó lớn, nó đủ tuổi, nó già rồi đó các bạn. Trái quá chừng trái luôn á, trái quằn quằn nó nằm sát đất luôn nè. Thấy ham luôn không? Đó. Quá trời con mình nó hái nó thích ghê luôn. Nè cho trải nghiệm cho loại bùn rồi hái trái cây rồi cho biết cực, cho biết cái nỗi cực của người nông dân. Con đừng có thọt vô ngay cái nhánh nó gai không, mà con nắm cái trái thôi, hiểu không? Nắm cái trái mà vuông cái nhánh. Kéo cái sách lại. Quá trời luôn nè. Kéo cái sách gần nha. Thì bên liễu còn nhóc luôn, hai anh em con hái cây này tới chiều luôn á, ngồi xuống dưới đất á liễu nhóc phải không? Cái trái nó ngồi con vô cái nè lắm chưa? Anh hai đều được mười rồi hả? Mười con vô cái bèo á. Hey. Hey. Chỉ có đem hai cái giỏ thôi à, anh hai ơi. Quá trời luôn. Để cho hái cho con ấy thôi là con không có bị đâm. Đó, lụm vô đi. Cho trải nghiệm lụm thôi chứ con. Đó, bị đâm. Đó. Bà khiêng cái vỏ ra nổi không?
Thôi kiếm cái vỏ chanh nghe nổi không? Một cây mà còn nổi nữa nè. Thôi vô mạnh vậy đó hả? Còn gì hả? Kiếm quanh đây coi, đây nhóc nè. Quanh đây nè, cho bé đây nè, cho bỏ lụm nè. Ơi, để cái máy ta đi. Nè, lại đây lụm vô nè bố. Ở đây con. Bố điều khiển cho quay trúng tre coi. Không có. Quá trời luôn anh em ơi. Nó giống cái gì trái chanh, nó giống cái gì bà? Dần dần giống quả gì? Thôi lụm vô đi. Giống trái bành nữa. Nhưng mà giống trứng gà, giống trái bành nè. Lụm vô nhanh. Mưa bây giờ. Còn nữa rồi để cho hái cho hết luôn. Quá trời luôn. Ồ, hái chanh xong rồi, nhỏ cháu mình về đó. Chanh bữa nay sách không nổi luôn hả? Đây nè. Cái đó mẹ mới trồng mà con làm vậy bố. Hôm nay huy động đó. Rất là đông công nhân ra vườn luôn. Đây. Cuối tuần bữa nay chủ nhật. Ôi, mẹ mới trồng vô đây. Nè, cái bụi mì đây nè, bỏ xuống đi anh hai. Rồi đi nhổ mì lên kia kìa liệu. Cầm cái dao theo kìa, nãy cầm dao ở đâu kìa, cầm theo thôi mất. Để hồi chừng nào lòi lên cho con móc. Đánh gà nè, mau đằng đi về. Chừng nào đào xong rồi cho con móc đứng hết ra, đứng gần mấy gốc cây kiến rồi. Về đi xách đồ. Trời ơi. Dưới cái mình nè. Trời ơi. Của mình nè. Thì coi chừng tay tay đó nha. Gai á đâm chảy máu á. Đâu đâu hái trái chanh đâu. Rồi bữa nay cậu ba bắt ổng đi vô ruộng hái chanh luôn. Rồi, kiếm đi dài dài tới. Đi dài dài tới có mấy cây chanh đó. Kìa dưới đất nhóc kìa. Ờ phía ngoài mương cái cà bá luôn kìa. Cái cà bá lửa luôn kìa. Thấy không? Dạ, vô đi. À, đi tới đi, đi mình tới mấy cái cây vậy hái hái. Đi. Hai với em liễu đi đâu mất rồi. Đi kiếm đi. Đi dài tới. Bữa nay mấy ngày hè ngay chủ nhật nên dẫn con trai đi ruộng nha. Bà con, bẻ đi con. Trái bự mới được nha. Không để coi. Trái bự nè. Chưa, trái đất chưa con. Không có. Kìa hai trái trước mặt con kìa. Đó, nè, lại hai trái này nè, bẻ đi. Nè. Bẻ trái vàng đi nè. Cái cho kia bẻ không bẻ. Đi vô bẻ. Trái đất nhỏ xíu rồi nè, ở dưới nè. Nhóc nè. Nó bẻ đi. Ừ. Có kiến. Kiến đâu bẻ đi con. Đâu có kiến, trời kiến thôi mà. Nhát gì tới kiến hôi con không dám đụng. Cái đó còn ngon. Hái mẹ nó đèn hơn để người ta hái. Đâu thì con cứ thấy thế nào bự con bẻ đi. Kìa sắc xe xích vô có một trái nữa đó. Đó. Xích vô kìa, ngay chỗ gió dưới đó có một trái nữa kìa con. Nè, sắc giữa sắc đi. Nhớ. Nè, sắc giữa sắc đi. Con hái được 4 trái rồi. Nè. Rồi sắc giữa sắc đi đi. Cái chanh này để con bẻ nha. Chơi chanh này để con bẻ nha. Thì con bẻ đi, bữa nay dẫn con đi bẻ mà. Một trái. Hai tay con. Hai trái. Ba trái. Được ba trái nha anh em. Ừ, ba trái nha anh em. Bà vô ngồi xuống, bà vô. Ừ. Bà bẻ coi.
rồi sắt mấy mương có nữa đó, vẽ đi. Ừ. Bỏ vô. Để coi coi. Ôi, ở trên đây nữa nè anh ừ. Em. Ừ. Có cái lá nó tấm vô. Vẽ luôn đi con. Vẽ hết đi. Rồi xích với mấy mương nữa kìa. Đó, con dòm dưới đất con thấy không, nhóc á, dòm xích xuống. Ừ. Đâu có té, bò xích ra đi, ngồi xích xích tới thò tay hái à, không có té. Ra. Đây cái vỏ xách cho dịnh chưa? Để lát rồi mẹ ơi. Ui, mệt quá dẫn con. Rồi ra đó hái đây nè Vi, ba. Này nè con. Thì mình hái đây lên còn để mẹ hái dưới kia mưa tới kìa lại hái đi con. Kinh rồi, kinh vỏ lại. Xích tới. Kìa con. Vẽ đây. Ừ. Bỏ cái sách xuống, bỏ vỏ sách xuống, lấy hai tay hái. Ừ. Nhóc kìa trước mặt đâu nhóc đó, vẽ đi. Trái này còn hơi nhỏ. Trái nhỏ, ừ, vẽ trái bự á, đúng rồi. Còn hơi nhỏ. Ừ, vẽ đi. Ba rửa mấy trái bự. Trái bự, trái chín vàng rồi đó. Trời quá. Trái bự, chín vàng đồ. Ừ, trái vàng đó luôn, trái dưới đó luôn. Nó dễ hơn. Chưa mấy cái nhỏ nó dính chặt quá à, bò không lấy được. Mấy cái nhỏ còn sống mà bẻ gì. Nè, ra đây. Đây nè, đó, bẻ mấy trái này coi. Đây. Ừ. Anh em ơi. Anh em ơi gì? Anh em ơi, nhiều chặt quá. Ừ, thích không? Dạ thích. À, thích rồi ha, đây. Rồi, bẻ chanh phụ đi anh em ơi. Đó. Có một nhỏ cháu từ ở Xì Phố về nghe, hè về dẫn ra ruộng cho biết ruộng cái chanh. Rồi đi tiếp tới. Coi trái nào bự bự á hái con. Có chừng gai đâm nha. Cái nào láng da mới hái được. Cái nào nhìn bóng bóng vậy nè, chứ còn chưa bóng, nó không có nước. Tiếp tục thôi anh em ơi. Tiếp tục thôi. Vừa nhà em trồng được hai công chanh sen dừa nghe bà con cô bác. Năm nay năm đầu tiên có trái rồi nè, giờ đi thu hoạch thôi. Đây, súng lại đây anh em ơi, vòng em vòng ơi. Đây là nhóc luôn nè. Chứ gì, được thả trái rồi nè, ây da. Tí nữa bị chanh đâm à. Cái chuyện gai đâm á. Liễu sau lưng con cái cây làm sao, có một trái bự kìa, liễu hái luôn con. Bò, cây sau lưng con người nó nhìn tới. Rồi dài dài tới cây bên đây. Và tới nè anh em ơi. Mấy trái đó nhỏ quá con. Rồi đây nè ba. Ba ở dưới đất kìa. Đây. Nếu qua cây bên kia kìa con. Rồi đi đào tiếp. Anh em đi theo mình. Ừ. Có anh em mà. Đấy, hồi nhỏ mình cầm mấy cái nhánh mì này cho nó mát mấy cái nhánh chanh nè. Hồi nãy đào cái chỗ này à. Đây. À, thôi con lụm mấy củ mì con bỏ vô đi. Bỏ vô bịch. Ừ. Nặng quá. Hai tay, nặng hai tay. Lâu lâu mới được trải nghiệm đi ruộng mà. Nặng không? Củ này thì... Bỏ vô đi đàng hoàng rồi xách cái nổi không? Xách coi. Thôi rồi đi.
Đó, bữa nay huy động nhiều lực lượng, nhiều thành phần gia đình lắm nha. Con nít rồi người lớn nữa. Hái cho hết mấy cái trái chanh. Để mưa tới là nó rẻ nha bà con cô bác. Đây, trái mình hái mình quăng ra để hồi lụm lại nha. Đó, một đây là một giỏ sách điểm trái chanh nha. Những trái chanh bự có vườn nhà mình được thu hoạch nha. Hy vọng là sẽ là nguồn thu cho gia đình nha.